Em chào quý anh chị, em là Trung Nguyễn đây. Thì hôm nay lên cho quý anh chị một em xe mà đã lâu lắm rồi cũng chưa có lên. Em này là cái hàng ba cục 150. Con xe này là 2012. Series của nó là 501. 501 quý anh chị nha. Dạ. Đây, số máy là 501, hàng 150. Thì 125 cũng lên quý anh chị nhiều rồi, hôm nay lên 150. Dạ, thì con xe này có một cái là nước sơn của nó là nước sơn first class. Nước sơn first class này nó nước sơn zin luôn quý anh chị nha. Mình không có dặm tốt gì hết. Đây, nó có trầy mỏ về chút xíu nè, nhưng mà mình để luôn. Đó, nước sơn zin còn rất là đẹp quý anh chị nha. Vỏ đây thì còn dày lắm. Quý anh chị mình mà đi vỏ này thì 2-3 năm nữa vẫn chưa thay nha. Mâm thì nó đã là mâm bạc rồi. Mâm bạc thì nhìn vào mâm bạc mình đã biết là cái mâm đời cao. Mâm bạc thì nó năm 2012 quý anh chị nha. Mâm bạc rất là đẹp. Đó. Thì con xe này còn dán keo luôn. Xe này còn dán keo quý anh chị nha. Keo. Chỗ kia có keo, chỗ này cũng có keo, nói chung xe này cũng còn dán keo nè. Đó, thì hôm bữa em có lên của anh chị một em 105, nó cũng là cái đời cao 2011, đồng hồ Mickey, nhưng mà nó là hàng Ý nguyên chiếc 125, nó cũng là dạng áo phết lát như thế này luôn, cũng dán keo sơn zin luôn. Và hôm nay lại lên của anh chị một em phết lát nữa, nó phết lát dạng áo sơn zin luôn của anh chị nha. Thì cái 105 á, thì tầm tiền nó vừa phải hơn, chỉ có 135 triệu thôi. Đã có con em Ý 2011, còn này là em ba cục 2012, đồng hồ Mickey. Dạ rồi, còn này là bao tay zin theo xe của nó luôn. Bao tay zin theo xe rất là đẹp. Đó, một cặp bao tay zin. Em đi một vòng, sau đó em sẽ vô trong thùng của những gì xem nha. Những cái nẹp này cũng còn zin rất là đẹp nè. Dàn thùng màu xám, màu nâu. Thì dàn thùng này nó cũng còn mới tinh hết á, vân đồ nhìn đây là đã thấy vân nó nổi lên rất là đẹp. Coi em phần mâm lửa của anh chị xem, đây cuộc sau rồi đây cũng còn đẹp nè, đó mâm lửa rồi cũng còn rất là đẹp. Đây là cái dàn thùng của nó, bát cũng còn rất là đẹp của anh chị nha, đó bát biết cũng còn rất là đẹp. IC nó là 922, 922 là cái đời cao rồi, chỉ có 922 của anh chị nha. Sạc cũng là còn sạc zin, còn tản nhiệt thì cái đời này nó sẽ có tản nhiệt của anh chị nha. Đó. Này những cái bát của nó rất là đẹp như thế này. Đặc biệt thì con xe này là trao chưa mở của anh chị nha. Xe trao chưa mở. Xe này mới rửa nước sơ qua thôi mà trao chưa mở thì còn rất là đẹp. Đó. Những con ốc đây cũng còn rất là đẹp nè. Đường nước là còn cực kỳ đẹp luôn. À, nước sơn thì khỏi phải bàn luôn anh chị nha. Nếu anh chị nào mà hơi đứng tuổi xíu hoặc là ưa thích cái màu này á, mà cái tầm giá này mình mua con xe này thì mình chạy nó cũng rất là ok. Hàng ba cục đời cao 501 đó, 2012 luôn anh chị nha. Thì con xe này em đang bán giá là 155 triệu. Quý anh chị mình có nhu cầu con xe này thì alo em, liên hệ em, số điện thoại em 0979570189. Hiện tại thì cái hàng ba cục em cũng đang còn 140 mấy triệu, cũng có xe zin đẹp của anh chị nha. Anh chị có nhu cầu xe nào, bất kỳ xe nào, tầm giá bao nhiêu tiền em đều có sẵn hết. Anh chị mình tìm xe thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip của em, như hàng vạn clip rất hay ngoài kia nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào mọi người. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ vô Google và gõ xe shnhap.com viết liền không dấu nha quý anh chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH Ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nha. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Còn đây là phụ tùng xe, thì quý anh chị có nhu cầu phụ tùng xe SH nhập Ý 150 và đắc Việt Kiều của anh chị, ấn vào cái mục phụ tùng xe trên này nó sẽ dẫn ra cái link có đầy đủ tất cả các đồ phụ tùng của anh chị cần. Thì của anh chị mình có nhu cầu phụ tùng khác cứ alo em sẽ cung cấp đầy đủ cho anh chị, kể cả của anh chị mua xe em hay mua xe đâu. Thì ngoài ra thì tất cả mọi loại xe SH, xe 50, xe
Daikon, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của chúng chị nhé. Của chúng chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Của chúng chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570189 của chúng chị nhé.